chào mừng 500 công dân đã quay trở lại với đảo Đa Mỹ châu Á. Chàng trai này là một tân binh sắp ra mắt trong một nhóm nhạc. Công ty quản lý ghép cậu với một tiền bối giàu kinh nghiệm từng có quá khứ đầy tài tiếng. Họ sẽ giả vờ có một mối quan hệ trông giống như yêu đương để thu hút người hâm mộ cho nhóm nhạc mới. Liệu những gì bắt đầu như một mối quan hệ giả tạo sẽ có thể phát triển thành một điều gì đó hơn thế hay không? Cùng theo dõi qua bộ phim Boy Love Hàn Quốc kế hoạch thăng cấp idol nhé. Eden từng là thực tập sinh cho một công ty giải trí được 5 năm. Hiện tại, cậu sẽ ra mắt với tư cách là thành viên của boy girl group Lion Heart, trong khi những người thực tập cùng cậu lại không được may mắn như vậy. Cạnh đó, một anh chàng mặc thư sinh nhưng body phụ huynh đang giằng co với cái máy thể hình. Ba người chạy lại làm quen nhưng anh ta chỉ ra hiệu họ im lặng rồi bỏ sang một cái máy khác. Qua lời ba đứa thì boy lạnh lùng, thô lỗ đó là Ri-hun, idol tiền bối của họ. Eden không hề hay biết rằng sắp tới cậu sẽ phải chung nhóm với con người trịch thượng ấy. Buổi gặp mặt nhóm nhạc mới đầu tiên cũng đã đến. Eden được giới thiệu là một người toàn diện về mọi mặt, lại thông thạo tiếng Anh nên rất phù hợp cho sự ra mắt lần này. Ngược lại, Ri-hun là thần tượng đã ra mắt, tuy xuất sắc nhưng dính bê bối trong quá khứ. Hai người được yêu cầu tham gia vào một nhóm nhạc biểu diễn theo phong cách boy love boy. Trái ngược với thái độ phản đối và có phần e ngại của Eden, Ri-hun lại rất bình thản chấp nhận yêu cầu. Thậm chí, anh ta còn bonus thêm một màn skinship đầu tiên giữa hai người trước mặt sếp. Ban đầu Eden vẫn chưa quen với concept này, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Ri-hun, hai người đã rất tự nhiên trước ống kính. Màn kết hợp của họ nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, làm nữ giám đốc vô cùng hài lòng. Được voi đòi hai bà Trưng, cô ta muốn hai cậu phải thân thiết trong cuộc sống hàng ngày để tạo cảm giác thực chứ không phải diễn trước mặt fan. Vì vậy, sau khi tập luyện cùng nhau, Ri-hun đã hỏi về sở thích của Eden. Eden thì vẫn lo sợ Ri-hun không thoải mái khi phải diễn concept gay với cậu. Hai người đi ra ngoài liền gặp một đám fan girl đang reo hò ầm ĩ. Ri-hun chủ động nắm tay Eden làm đám đông kia náo loạn. Tối về, Eden suy nghĩ về cái nắm tay ngày hôm đó với Ri-hun. Trong cơn mơ, Eden thấy Ri-hun ở phòng mình đang chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu. Sáng hôm sau, Eden như người mất hồn bước tới công ty. Hôm nay, cậu và Ri-hun sẽ có buổi thu âm đầu tiên cho sản phẩm âm nhạc sắp tới. Nhìn thấy Ri-hun, Eden lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua khiến cậu mắc lỗi sai liên tục. Phải vất vả lắm Eden mới hoàn thành xong ca khúc. Ri-hun nhận ra Eden không ổn nên đem đến cho Eden đồ uống cậu yêu thích. Anh tỏ vẻ quan tâm Eden nhưng bị Eden phản ứng thái quá hất văng tay anh ra. Ri-hun đứng dậy định bỏ đi thì bị Eden giữ lại. Cậu nói rằng là do cậu đêm qua mất ngủ vì mơ thấy ai đó chứ không phải ghét bỏ Ri-hun. Ri-hun gặng hỏi người trong giấc mơ là ai làm Eden ngại quá ba chân bốn cẳng phóng đi. Nghe được bạn thực tập cũ nói cậu dựa hơi Ri-hun để trở nên nổi tiếng, Eden buồn bực bỏ đi đúng lúc Ri-hun ở đấy và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Ngay sau đó, Eden và Ri-hun có một cuộc phỏng vấn với một phóng viên thích hỏi xoáy đáp xoay. Với kinh nghiệm hoạt động trong giới giải trí từ trước, Ri-hun đã giúp Eden xử đẹp bộ câu hỏi khó của tên phóng viên. Ri-hun cũng an ủi Eden rằng những thành công cậu đạt được là do sự cố gắng của bản thân chứ không phải dựa hơi ai khác. Điều khiến Ri-hun bận tâm ngay lúc đó lại là ai đã xuất hiện trong giấc mơ của Eden. Dưới áp lực của Ri-hun, cậu buộc thừa nhận người đó là Ri-hun nhưng không dám nói việc anh ta đã quyến rũ cậu. Cảnh phim chuyển đến buổi họp fan trước khi nhóm ra mắt. Một chàng trai bước vào ngõ ý muốn ôm Eden nhưng bị Ri-hun đứng dậy vội ngăn cản. Ri-hun thà đi ôm chàng trai ấy còn hơn để người lạ ôm người mà Ri-hun sủng ái. Họp fan xong, Ri-hun trách Eden bất cẩn vì đã không chần chừ cho người lạ ôm. Nói rồi, boy cơ hội ghé sát mặt vào Eden, chắc là để hô hấp nhân tạo trên cạn cho em, làm em sợ quá nhắm tịt mắt lại. Kết quả, Ri-hun lại véo má Eden và nói rằng không thể đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra cho nên từ lần tới, Eden phải cẩn thận hơn. Lát sau, quản lý đến thảo luận về kế hoạch quảng bá cho video test sơ ca nhạc mới với hai chàng. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, quản lý quyết định sẽ cho Ri-hun và Eden đi trượt nước để chiều lòng fan nếu video test sơ đạt 5 triệu lượt xem. Vì cả hai đều không biết bơi nên mục đích của việc này là tăng lượt xem cho video quảng bá. Họ phải quay một video hứa hẹn với fan rồi cho giám đốc xem trước. Giám đốc xem xong tưởng không vui mà vui không tưởng. Sau một thời gian ngắn ra mắt, video test sơ đạt thành công ngoài mong đợi khiến mẹ giám đốc khen lấy khen để. Eden chuẩn bị đi trượt nước mà ăn mặc như ăn cướp nhà băng làm Ri-hun sa mặt lời. Bước vào trong xe, Ri-hun lại quan tâm Eden bằng cách đưa cho cậu đồ ăn vặt mà cậu yêu thích. Hai đứa đi được một đoạn thì Eden lo lắng vì phát hiện có fan theo dõi phía sau nhưng Ri-hun nói hãy thoải mái như một ngày bình thường. Đến nơi, cả hai bắt gặp một chàng MC điển trai đang giới thiệu buổi hòa nhạc của anh ta thực hiện cùng một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm nổi tiếng. Ri-hun nhìn thấy chàng MC thì mặt liền biến sắc và nhất quyết kéo Eden đi chỗ khác. Họ cần tập một vài động tác cơ bản trước khi trượt nước. Nhìn các anh trượt nước mà em không nghĩ là các anh sợ nước đâu á. Chơi xong, lúc lên bờ Ri-hun và Eden phát hiện fan đang chụp lén họ từ xa. Thế là hai đứa quyết định cho fan bổ mắt bằng cách cố tình múc chung cây cà lem và nắm tay nhau bước đi như một cặp tình nhân thực sự. Tối đến, cả hai cùng nhau ăn BBQ ngoài trời. Ri-hun có ý kiến về cách xưng hô của Eden vì cứ một câu tiền bối, hai câu tiền bối với Ri-hun. Eden lấy lý do chưa quen nên lúc nào hai anh em thân thiết hơn sẽ gọi Ri-hun là anh. Ri-hun nhân cơ hội mời Eden uống rượu để hai người gần gũi nhau hơn. Eden nói rằng đây là lần cắm trại đầu tiên của cậu tại Hàn Quốc và vui hơn khi đi cùng Ri-hun nữa. Ri-hun tò mò hỏi về chuyện yêu đương của Eden. Eden đã dần mở lòng với Ri-hun khi chia sẻ rằng Eden đã có người mình thích. Ri-hun nghe thấy vậy thì ngạc nhiên và có chút sầu não. Lúc còn là một đứa trẻ, Eden đã thích một bạn nữ. Đến thời điểm cậu quyết định tỏ tình thì phát hiện bạn nữ xinh gái cậu đơn phương bấy lâu thực ra là con trai. Trớ trêu thay đó là tình đầu của cậu. Đúng là một câu chuyện tình lãng con nhà bà sẹt nếu không muốn nói là phi lý hết sức.
Đó cũng là lý do tại sao mới đầu Eden không thoải mái với việc diễn gay với Ri-hun. Thế nhưng, cậu vẫn dối lòng mình rằng chuyện diễn gay do công việc yêu cầu nên cậu không mệt mỏi gì hết. Phải chăng Eden bắt đầu rung động trước một Ri-hun đẹp trai? Tài năng, biết quan tâm chăm sóc người khác rồi. Ri-hun cũng lấy cớ vì công việc nên tặng cho bản thân và Eden một cặp vòng cổ, nói là một món quà kỷ niệm giúp họ hoàn thành việc diễn gay. Hai người vui vẻ đeo vòng cổ cho đối phương. Trong men say của rượu soju, Ri-hun đã cướp mất nụ hôn đầu của Eden. Cuối buổi, Eden say mềm không biết trời chăng là gì, phải để Ri-hun dìu cậu về. Sáng hôm sau, Eden không hề nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm trước cho đến khi gặp Ri-hun. Đang nói chuyện thì giám đốc xuất hiện và muốn bàn bạc với Ri-hun về việc anh chàng MC điển trai có lời mời Lai Eun-hak tới tham gia buổi hòa nhạc nhỏ của anh ta. Ri-hun không vui nhưng vẫn phải chấp nhận yêu cầu của giám đốc. Eden chạy theo cảm ơn Ri-hun tối hôm trước đã giúp đỡ đưa cậu về nhà. Ri-hun mang theo tâm trạng buồn bực đi tập nhảy một mình thì Eden từ ngoài cửa bước vào và đưa Ri-hun đồ ăn, đồ uống ưa thích của anh. Hai chàng mớm nhau ăn trong bầu không khí hạnh phúc. Sau màn trình diễn ra mắt lần đầu ấn tượng trong sự reo hò cuồng nhiệt của khán giả, Eden và Ri-hun lui vào hậu trường nghỉ ngơi. Bỗng từ đâu đó, anh chàng MC điển trai Do Hyun-bin chạy vào ôm chầm lấy Ri-hun và chúc mừng màn ra mắt lần hai thành công của anh. Ri-hun khó chịu đẩy Hyun-bin ra với gương mặt đầy lạnh lùng. Eden lại tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước tiền bối Hyun-bin. Trong khi đó, anh ta nói bóng gió trước đây từng thân thiết và làm ra vẻ rất hiểu Ri-hun. Có thể nói là mối quan hệ có một không hai. Ri-hun không thèm để Hyun-bin vào mắt, khẳng định bây giờ anh và Eden cũng đang trong mối quan hệ như vậy. Tuy không vui nhưng Hyun-bin vẫn không quên mời cả hai tới tham dự buổi hòa nhạc sắp tới của anh ta. E là chuyến này chị em Eden, Hyun-bin dành nhau cây cà lem Ri-hun rồi. Trước khi buổi hòa nhạc chính thức ghi hình, Eden có một chút lo lắng. Nhưng Ri-hun đã trấn an cậu ấy. Hành động này của Ri-hun khiến cho Hyun-bin cảm thấy nóng mắt. Tại buổi trò chuyện, Eden và Ri-hun đã dành nhiều lời khen có cánh cho nhau. Hyun-bin lại nhắc về quá khứ của anh ta với Ri-hun và cố tình làm Eden bối rối, cho rằng Eden không phải gu của Ri-hun, rồi sự thân thiết giữa hai người chỉ là giả. Thế nhưng, Ri-hun vẫn luôn đứng về phía Eden và giải vây cho cậu. Sau buổi phỏng vấn, do lịch trình công việc dày đặc, Eden cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác. Ri-hun hứa với Eden sẽ bàn với công ty cho cả hai đi du lịch ở đâu đó để giải tỏa áp lực. Anh cũng khuyên Eden đừng dính líu gì tới tên Hyun-bin kia nữa. Hắn ta nhất định chưa có ý định buông tha cho Ri-hun vì lúc kết thúc buổi hòa nhạc, Hyun-bin đã chạy theo và ôm chầm lấy Ri-hun một lần nữa trước mặt Eden. Ngược lại, Ri-hun tỏ rõ thái độ không muốn gặp lại Hyun-bin. Cảnh phim chuyển đến công ty của Ri-hun và Eden. Giám đốc vui vẻ bước vào và thông báo rằng hai người sẽ có một chuyến đi 2 ngày. Điều đặc biệt hơn là họ sẽ được ngồi máy bay hạng thương gia khiến Eden vô cùng háo hức. Không giống Eden, Ri-hun có chút buồn khi nghe tin này. Bên kia, Hyun-bin đang phát điên lên vì Ri-hun si mê Eden. Anh ta đang tìm cách phá vỡ mối quan hệ của hai người. Thấy em gái có ý với Eden, Hyun-bin nảy ra ý tưởng đẩy em gái cho Eden. Cuối cùng thì ngày Ri-hun và Eden đi du lịch cũng tới. Ngồi trên máy bay, Eden rất vui vẻ và thoải mái trong khi Ri-hun lại khá căng thẳng. Một lúc sau, Ri-hun bắt đầu thở dốc và cảm thấy cực kỳ khó chịu. Eden vừa lo lắng cầu cứu sự giúp đỡ từ mọi người vừa nắm tay trấn an Ri-hun. Sau đó, Ri-hun được đưa vào bệnh viện. Hóa ra, Ri-hun mắc chứng sợ ngồi máy bay nhưng vì niềm vui của Eden, Ri-hun không muốn nói ra sự thật. Hay tin Ri-hun nhập viện, Hyun-bin vội vã chạy đến thăm. Anh ta muốn vào phòng bệnh gặp Ri-hun mà bị quản lý lấy lý do Ri-hun đã ngủ rồi ngăn lại. Thế là Hyun-bin chủ động đề xuất đưa Eden về khách sạn mặc dù Eden đã từ chối. Vậy nhưng, Hyun-bin lại dẫn Eden đến nhà của hắn. Sau đó, hắn viện cớ quay lại bệnh viện đón Ri-hun để chuồn trước. Lúc này, trong ngôi nhà có thêm một cô gái khác đã được Hyun-bin sắp xếp từ trước với mục đích tạo sự ken độ tình ái cho Eden. Cậu bị đánh thuốc mê và thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc, Ri-hun như đứng đống lửa như ngồi đống than vì không thể nào gọi được cho Eden. Đến khi cậu bắt máy, Ri-hun nóng lòng muốn biết Eden ở đâu. Khi biết được Eden đang ở nhà Hyun-bin, Ri-hun ngay lập tức lao tới. Bên này, cô gái kia cố gắng quyến rũ Eden nhưng không thành. Cậu chạy ra cửa thì bắt gặp Ri-hun. Anh nắm tay cậu rời khỏi đấy. Hyun-bin sau khi biết được kế hoạch thất bại đã tức giận chửi mắng cô gái kia. Đúng lúc đó, Ri-hun chạy vào và cảnh cáo Hyun-bin không được động vào Eden nữa. Anh đã sớm biết mọi chuyện do Hyun-bin dựng lên. Tham gia buổi trở thành đại sứ quảng bá cho thành phố xong, biết không còn lịch trình gì quan trọng nữa, Ri-hun kéo Eden ra biển chơi. Hai người tình tứ không khác gì một đôi tình nhân tung tăng trên biển vậy. Eden chạy ra thật xa để nói lời cảm ơn Ri-hun nhưng thực ra cậu không đủ can đảm để tỏ tình trực tiếp với Ri-hun. Chỉ có thể đứng từ đằng xa nói thầm. Không làm hại được Eden, lại còn bị Ri-hun giằng mặt, Hyun-bin tuyệt vọng chìm trong men rượu. Hắn ta cười đau khổ khi nhớ lại trước kia từng làm thủ đoạn tương tự để hủy hoại Ri-hun. Đang trong cơn tuyệt vọng, Hyun-bin nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là Jay, nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng. Jay đã tiết lộ cho Hyun-bin biết sự thật rằng cậu ta chính là tình đầu của Eden. Ngồi trên máy bay trở về, Eden và Ri-hun hạnh phúc nắm tay nhau mà không biết rằng cuộc tình của cả hai sắp phải trải qua một thử thách lớn nữa. Anh chàng Jay đã có lời mời Eden đóng phim cho bộ phim mà Jay chỉ đạo nội dung. Một ngôi sao đang lên như Eden mà có cơ hội lớn như vậy khiến cậu rất vui. Ri-hun chúc mừng Eden nhưng trên mặt lộ rõ sự buồn phiền. Eden cùng trợ lý và giám đốc nhanh chóng đến gặp Jay. Tới nơi, Eden thấy Jay đang chơi đàn dương cầm say mê gợi nhắc cậu nhớ đến hình ảnh mối tình đầu bên chiếc đàn dương cầm. Khoảnh khắc gặp lại Eden, Jay không kìm được cảm xúc mà ôm Eden vào lòng. Thế nhưng, phải mất một lúc Eden mới nhận ra Jay là người bạn thân nhất thời thơ ấu cũng chính là mối tình định mệnh của cậu.
Sau đó, hai người cùng nhau hàn huyên tâm sự sau bao năm xa cách. Dây khoác tay Eden vô cùng thân thiết. Bỗng bụng Eden sôi lên vì đói. Vậy là Eden kéo dây đi ăn bánh gạo cay. Dây quan tâm Eden bằng những hành động rất đổi tự nhiên, như đút Eden ăn rồi lau miệng cho cậu. Cả hai ôn lại chuyện cũ và hẹn gặp nhau thường xuyên khi dây còn ở hàng. Eden nói rằng nếu dây chọn cậu đóng phim chỉ vì hai người có mối nhân duyên từ bé thì cậu sẽ bận lòng lắm. Đáp lại Eden, dây khẳng định Eden rất có tiềm năng và việc chọn Eden cho vai diễn lần này không phải một mình dây quyết định. Tại công ty, Ri-hun đang tập nhảy với thái độ đầy cục súc. Eden bước vào đưa đồ ăn cho Ri-hun nhưng Ri-hun không mấy là vui vẻ. Anh hỏi Eden đối với cậu việc diễn gay chỉ vì công việc sao? Mặc cho Eden ra sức giải thích nhưng anh vẫn tỏ ra xa cách với cậu. Nguyên nhân là vì Eden nhận lời đóng phim cho dây, mối tình đầu của cậu. Khi Eden khăng khăng giữa con trai với nhau làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu khiến Ri-hun chết lặng. Tương lai của anh và Eden sẽ ra sao đây? Hai người đang căng thẳng thì giám đốc bước vào báo tin động trời. Từ giờ, tạm thời Eden và Ri-hun sẽ hoạt động độc lập mà không có một lý do cụ thể gì cả. Ri-hun tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài. Thực ra, giám đốc đã bị Hyun-bin và Jay mua chuộc từ trước đó. Âm mưu của Hyun-bin là đẩy Eden về phía Jay, hắn ta sẽ có được Ri-hun, còn giám đốc sẽ giàu lên nhờ vào con gà đẻ trứng vàng như Jay nếu lần này Eden tham gia vào phim của Jay. Eden vội vã chạy theo thuyết phục với Ri-hun. Ấy vậy mà Ri-hun vẫn hiểu lầm rằng tất cả là do anh tự đa tình. Eden đang không biết phải làm sao thì Jay bất ngờ tới dẫn cậu đi ăn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ri-hun thở hắt ra đầy bất lực. Anh đi uống rượu một mình trong sầu não. Hyun-bin xuất hiện đưa cho Ri-hun xem ảnh của Jay cùng Eden và nói những câu khiến Ri-hun nhục chí. Eden sau khi gặp Jay về đã tự thổ lộ với lòng mình rằng cậu yêu Ri-hun. Từ đằng xa, cậu trông thấy Ri-hun trong bộ dạng say xỉn và theo sau anh là Hyun-bin. Biết sự có mặt của Eden, tên khốn Hyun-bin đã cố tình làm bộ hôn Ri-hun khiến Eden chết đứng. Cậu đau khổ chạy đi và nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp từng có với Ri-hun trước đây. Phim chuyển đến cảnh Jay đang ngồi uống rượu một mình. Cậu hồi tưởng lại cuộc gặp với Eden từ lần trước. Eden đã từ chối nhận lời yêu của Jay. Quay trở lại với hiện thực, Eden bước vào và ngồi xuống trò chuyện cùng Jay. Eden cũng đang mệt mỏi và buồn phiền vì thất tình. Cậu dũng cảm thừa nhận tình cảm dành cho Ri-hun trước mặt Jay. Jay thật lòng khuyên Eden hãy can đảm tỏ tình với Ri-hun. Chà, Jay quả là một người bạn tốt mà. Jay gợi nhắc Eden nhớ lại một câu nói xuất hiện trong câu chuyện mà hai cậu từng đọc thuở nhỏ, những điều quan trọng thường vô hình với mắt của chúng ta. Eden cảm ơn Jay và tạm biệt Jay vì Jay sắp phải về Mỹ cũng như chính thức buông bỏ mối tình đầu của cậu và sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ mới. Quay trở lại với Ri-hun, anh bị ống nhưng còn mệt mỏi hơn với tên Hyun-bin bám dai như đĩa. Tiếng chuông cửa nhà vang lên. Hyun-bin ra cửa thì phát hiện người ở ngoài chính là Eden. Hắn nói dối chắc là người giao hàng đến và chạy ra ngoài xem. Ngay lập tức, Ri-hun phát giác ra điều bất thường. Khi Hyun-bin xuống đến nơi, hắn và Eden đã cãi nhau mà không còn một chút kiên dè gì nữa. Cuối cùng, Hyun-bin đẩy Eden ra ngoài mặc cho Eden ra sức vùng vẫy. Ri-hun bên trong nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Anh chỉ biết lên tiếng xin lỗi và nói với chính mình anh yêu Eden. Thời gian trôi đi, Eden và Ri-hun trở lại hoạt động cùng nhau. Ri-hun vẫn luôn quan tâm tới Eden mặc dù không nói chuyện trực tiếp với cậu. Anh và Eden sắp phải diễn cùng nhau nữa rồi. Một mình tiến tới khu vực biểu diễn. Ri-hun gặp lại Eden. Lần này, cả hai đã dũng cảm thừa nhận tình yêu dành cho đối phương. Họ định trao nhau nụ hôn thì nhân viên xuất hiện báo rằng sắp đến tiết mục của Lion Heart. Vậy là hai người hạnh phúc nắm tay nhau lên sân khấu biểu diễn báo hiệu cho một tình yêu tươi đẹp trong tương lai. Đó là toàn bộ câu chuyện của bộ phim Boy Love Hàn Quốc kế hoạch thăng cấp idol. Bộ phim nhắc chúng ta hiểu rằng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp đẽ và lấp lánh như những vì sao. Trên hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực, người ta sẽ không tránh khỏi những vật cản có thể gây khó khăn hoặc thậm chí hủy hoại tình yêu tốt đẹp đó. Vì vậy, hãy vững bước và đứng lên đấu tranh cho tình yêu lý tưởng mà bạn hằng theo đuổi nhé. Nếu các bạn muốn top phim đam mỹ review bộ phim nào, đừng ngần ngại comment xuống phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim tiếp theo.